Rồi trong người nhá thì hiện tại vừa sửa xong hai sản phẩm vang số. Ở đây có cái tên thương hiệu là H Audio EX8. Thì về cái mainboard dòng này thì vẫn giống hoàn toàn với dòng Kusao D900 của DBS Static, hoặc là có thể mang một số tên thương hiệu khác như HM, hoặc là in những cái tiếng Trung loằng ngoằng này, này. Với hiện tượng lỗi là máy bật lên bị báo lỗi, và kèm theo là nó phát ra cái tiếng kêu rít liên tục luôn. Mọi người chú ý nhé. Hiện tại là máy đang đang trong cái chương trình khởi động này. Đó, nó loát cái dấu gạch rất là nhanh. Và mọi người chú ý sau khi loát xong thì sẽ ngừng kêu. Đó. Nó chỉ kêu tiếng liên tục trong cái quá trình là máy khởi động. Và sau khi khởi động xong sẽ ngừng kêu, và tiếp theo là chúng ta thao tác phím bấm này. Thao tác phím bấm thì có phím khi thao tác thì nó cũng sẽ kêu. Cái này là theo lập trình rồi. Cái phần mic này, phần mic cộng. Rồi tí nữa mình sẽ test trên cái máy trên này. Đó. Lỗi khi tiếp nhận thì máy kêu liên tục, và một lúc sau chuyển sang báo lỗi DSP Error. Dòng này mà khi mà đã lỗi thì nó sẽ có trường, đối với cái dòng mà dạng mặt của D900 mà thiết kế phím nó khác một chút thì nó sẽ không có cái còi báo kêu. Đó, tuy nhiên là nó sẽ dạng khởi động chậm, và sau khi khởi động chậm lên thì nó sẽ chuyển sang báo lỗi. Đó. Đi. Cộng này là bấm vào nút mic cộng là sẽ kêu này. Lên đi sóng. Đó. Mọi thông tin chi tiết về sửa các lỗi trên dòng vang này thì mọi người liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 nhá, để gặp trực tiếp với đội viên. Máy rồi có mã vạch rồi đây. Hai cái máy này thì mình cũng làm lại cho anh em thợ thôi.